Xúc của em đầu tiên là cảm thấy vui mừng vì được ban huấn luyện cũng như anh em cầu thủ đặt niềm tin vào mình, thì bản thân sẽ phải cảm thấy trách nhiệm hơn, cố gắng hơn nhiều. Để làm một đội trưởng thì cần rất nhiều yếu tố, ví dụ như ở trong sân phải là người kiểu đứng đầu, kiểu trách nhiệm để tập luyện, thể hiện tinh thần tốt để cho anh em nhìn vào nữa. Còn trong sinh hoạt thì mình phải luôn thể hiện được những cái để mọi người nhìn vào, để mọi người làm theo. Huấn luyện trưởng có hỏi em là thầy tin tưởng em làm đội trưởng thì em cảm thấy như nào, thì em khi em nghe thấy điều đấy thì em cũng rất là sẵn sàng vì điều đấy. Với cá nhân em thì em nghĩ là ở câu lạc bộ Hà Nội em cũng đã sơ đồ 4 trung vệ thì cũng rất là quen với sơ đồ 4 trung vệ nên em cũng không còn nhiều khó khăn. Ở giải đấu lần này thì chúng ta cũng sẽ không có sự xuất hiện của ba cầu thủ trên 23 tuổi, thì theo em thì U23 Việt Nam có gặp khó khăn gì không, và toàn đội sẽ phải có những cái biện pháp như thế nào để gọi là khắc phục những cái khoảng trống đó? Tất nhiên là rất là khó khăn rồi, bởi vì có ba anh lớn tuổi trong đội hình thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà theo em nghĩ thì các đội người ta cũng không có ba cầu thủ lớn tuổi, thì bọn em cũng rất là chuẩn bị tâm lý để thi đấu với đội hình không có cầu thủ lớn tuổi là thi đấu thật tốt đấy. Ok, khi sang đây thì em có mang theo một cái món đồ nào mà gọi là mang cái tính gọi là may mắn cho bản thân mình hay không? Một bản thân em là một người khá là tin vào sự may mắn, nên là em hầu như những món đồ gì của em liên quan đến những trận thắng SEA Games là em đều mang theo, đều giữ lại để mang theo. Ví dụ đi. Ví dụ như những đôi ống quyển hay là những đôi tất đi của mình thôi, những bộ quần áo em đều mang theo. Thế cái mục tiêu của Việt Anh ở trong cái giải đấu lần này là gì? Mục tiêu của em cũng như là toàn đội thì bước vào giải đấu thì luôn mong muốn có chức vô địch. Và trước mắt của em thì còn 3 trận đấu trước mắt là vòng bảng, và em sẽ cố gắng hết sức để vượt qua vòng bảng. Cái khoảnh khắc mà em biết tin là mình sẽ được triệu tập vào cái danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á, thì khi ấy đó là hoàn cảnh như thế nào và cảm xúc của em khi biết tin là như thế nào? Khi em biết em được triệu tập vào đội tuyển U23 là khi em mới có một buổi tập cùng đội BVF về, và lúc đó là thời gian buổi chiều. Khi đó thì em cảm thấy rất là bất ngờ và cũng cảm thấy là rất là vui mừng khi mà công sức của mình đã được đền đáp và được gọi triệu tập. Cá nhân em thì tự tin vào khả năng nào nhất của bản thân? Anh thì nhớ là ngày xưa thì em đã từng có một tình huống dứt điểm ghi bàn từ khoảng cách 30m, thì không biết là đó dứt điểm từ xa có phải là cái mà thế mạnh nhất của em hay không? Nếu nói về khả năng mà em tự tin nhất thì em nghĩ là cũng có thể là khả năng gọi là sút phạt, thì vì em khả năng đó thì em tập đi tập lại rất là nhiều lần thì nên là em rất tự tin. Ở những buổi tập vừa qua thì em đánh giá như thế nào về cái sự cái cách huấn luyện của huấn luyện viên, tân huấn luyện viên trưởng qua những buổi tập với cả huấn luyện viên thì em cảm thấy
huấn viên là một người kiểu cho mọi người cảm giác mà cảm giác thoải mái nhất khi tập luyện, để mọi người có thể có tinh thần coi như là gọi là có cảm giác cảm hứng chơi bóng tốt nhất. Ok, thế mục tiêu của em ở cái giải lần này là gì? Đối với em, mục tiêu ở giải lần đấu lần này thì em tự đặt cho mục tiêu mình không quá cao, và cố gắng là chơi thật tốt và giúp toàn đội có thành tích tốt nhất.